Sau hơn 4 năm chối khéo chuyện yêu đương trước công chúng, Dinh Tuấn Kiệt xác nhận sắp kết hôn với Cuca khiến cả sâu bít Việt vỡ hòa. Tối 19 tháng 9, trọn vẹn những khoảnh khắc trong ngày Cuca gật đầu đồng ý làm vợ người ta đã được chính chủ hé lộ trên mạng xã hội. Theo đó, Dinh Tuấn Kiệt đã mời tất cả anh chị em đồng nghiệp thân thiết của cả hai như MC Đại Nghĩa, Hoa hậu Khánh Vân, Duy Khánh, Jun Phạm, vợ chồng Chris Phan. Minh Tú có mặt để chứng kiến màn cầu hồn ý nghĩa này, hội bạn của Puka và Jin Tuấn kiệt tiết lộ đã phối hợp để đánh lừa nữ diễn viên đi quay quảng cáo cho một nhà hàng với mức chi phí 800 triệu đồng. Hội bạn cho biết Puka rất ngỡ ngàng và bất ngờ khi nhận quay, tuy nhiên cô vẫn có mặt tại địa điểm như lời hẹn. Sau đó, Puka vẫn tiến hành làm việc bình thường. Nữ diễn viên vô cùng xúc động khi Jin Tuấn Kiệt ôm hoa xuất hiện, nam ca sĩ chọn đúng ngày kỷ niệm cả hai bên nhau tròn 4 năm để ngỏ lời kết hôn. Puka đã bật khóc nức nở khi thấy những người bạn, đồng nghiệp thân thiết cũng xuất hiện tại địa điểm này. Trước sự chứng kiến của mọi người, Jin Tuấn Kiệt lộ rõ vẻ hồi hộp và bày tỏ tình cảm. Hôm nay là ngày 27 tháng 5, chuẩn tròn 4 năm mình yêu nhau, thế nên anh quyết định dành ngày hôm nay cho em. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm của chúng ta, chặng đường 4 năm của mình. Em nhớ em đã nói rằng hồi mới quen hồng biết chừng nào mình yêu nhau được 1000 ngày hôm nay đã là 1460 ngày rồi, cũng nhiều hen. Hôm nay, anh muốn hỏi em một câu này, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Sau khi nghe người yêu thổ lộ, Puka khiến ai cũng bật cười khi hỏi ngược. Ủa thường người ta hỏi là, em có chịu làm vợ anh không mà, đúng không? Ngay lúc đó, Jin Tuấn Kiệt lộ rõ vẻ bối rối và hỏi lại, em có đồng ý làm vợ anh không? Tuy nhiên, Puka vẫn chưa vội đồng ý mà hỏi tiếp câu thứ hai gây bất ngờ. Nữ diễn viên nói, nhưng mà sao anh cầu hôn em hỏi vậy? Khiến Jin Tuấn Kiệt ngượng ngùng đáp lại, cái kia hồng tính đi, mình xí xóa làm lại, sau hai câu hỏi giờ khóc giờ cười, Puka trao cho Jin Tuấn Kiệt nụ hôn ngọt ngào thay cho câu đồng ý, chia sẻ cảm xúc hậu nhận lời cầu hôn, Puka bày tỏ, ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mình đi làm được tiền ai dè mình được cả một người chồng, cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho Puka một ngày tuyệt vời đáng nhớ. Về phía đàng trai, Jin Tuấn Kiệt đã gửi lời cảm ơn vì Puka nhận lời kết hôn, anh cũng không giấu được hạnh phúc, cảm ơn em đồng ý, cảm ơn anh em bạn bè đã cùng Jin tạo nên điều bất ngờ này. Hôn lễ của Jin Tuấn Kiệt và Puka sẽ diễn ra trong tháng 11 này.